Tyler Diệp xin thành kính chào quý khán giả một lần nữa đã đến với kênh YouTube TD Broadcasting. Thưa quý vị, hiện tại là ngày thứ hai trong tuần, ngày 28 tây tháng 12, vẫn là năm 2020 và hiện giờ là khoảng 3 giờ chiều của giờ California hay là giờ miền Tây của Hoa Kỳ. Sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi lượt qua ba bản tin đáng chú ý trong ngày theo cái sự chọn lựa cá nhân của tôi. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên từ hãng thông tấn Reuters cho biết rằng là bộ ngân khố của Hoa Kỳ dự trù là một số người đi làm hay là một số người đóng thuế trong tuần này bắt đầu có thể nhận được những cái đợt chi phiếu 600 đồng Mỹ Kim đầu tiên. Chắc chắn rằng là khi mà cơ quan IRS gửi tiền ra, một là trực tiếp gửi qua cái dạng như là direct deposit, là họ chuyển thẳng vô trong cái tài khoản trong ngân hàng của quý vị, hay là họ gửi qua cái tấm chi phiếu từ cơ quan IRS. Nhưng mà nói chung rằng là vì cái sự chuẩn bị trước đây rồi, cho nên có thể là một số quý vị xem chương trình này có thể nhận được những cái đợt tiền đầu tiên từ cơ quan IRS hay là từ bộ ngân khố sớm nhất là vào cuối tuần này. Đây là một cái bản tin chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng vui cho những người nào mà hiện nay đang có cái nhu cầu với cái số tiền 600 đồng Mỹ Kim đó cho mỗi người, hay là 1.200 cho một cặp vợ chồng nếu mà quý vị hội đủ tất cả những cái điều kiện. Về những cái chi tiết đặc biệt thì thưa quý vị, xin quý vị tham khảo với những cái người làm kế toán cho quý vị. Có một số quý vị đã hỏi chúng tôi những cái câu hỏi ở trên trên cái phần comment trên YouTube đó, thì thành thật là tôi không có nắm đủ thông tin để mà nói một cách quả quyết rằng là cái trường hợp này hay là cái trường hợp kia nó có phù hợp với số tiền đó hay không. Mà chúng tôi chỉ nắm được những cái đại cương của cái luật thôi. Còn những cái chi tiết như rằng là làm bao nhiêu năm, người già mà lãnh tiền thất nghiệp hay là người già mà lãnh tiền hưu thì có được hay không, người già mà lãnh tiền SSI có được hay không, những cái chi tiết đó thì quý vị nên tham khảo với những người mà làm kế toán hồ sơ thuế cho quý vị hàng năm. Bước qua một bản tin khác thì thưa quý vị, trong ngày hôm nay Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có một cái bài diễn văn, và trong cái phần diễn văn này ông cũng đã nhắc đến cái việc là trong thời gian qua, theo lời của ông đó, là các phụ tá trong cái cấp mà gọi là chính trị của chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay đang có nhiều cái sự cản trở trong cái thủ tục chuyển giao quyền lực giữa nhóm của ông Biden cũng như là cái nhóm của ông Trump. Và ông Biden đích danh chỉ trích Bộ Quốc phòng cũng như là cơ quan OMB, cơ quan Management and Budget, là cái cơ quan mà nắm cái ngân sách tài chính của chính quyền liên bang, đó là hai cái ban ngành mà đã tạo ra nhiều cái sự khó khăn và nhiều cái sự trở ngại nhất cho cái thủ tục chuyển giao quyền lực giữa nhân viên của ông Biden và cũng như là những nhân viên của ông Trump. Ông Biden nói chi tiết hơn là hiện nay các nhân viên mà cấp mà bình thường đó thì không có vấn đề, nhưng mà ở là các nhân viên mà ở cấp lãnh đạo, cấp mà chính trị mà do Tổng thống Donald Trump có cái quyền đích thân bổ nhiệm đó, thì đây là những người mà đang tạo ra nhiều cái sự khó khăn. Và ông Biden nói rằng là ông không có, hiện nay ông không có nắm đủ những thông tin cần thiết để mà có thể chuẩn bị vào ngày 24 tháng Giêng, khi mà ông nhậm chức, là ông nắm đủ những thông tin về lực lượng quân sự của đất nước như thế nào để làm sao mà có thể đối phó được với tình hình ngay trong ngày đầu tiên mà ông nhậm chức, đó là ngày 24 tháng Giêng. Thì thưa quý vị, Bộ Quốc phòng đã phản bác lại cái lời cáo buộc ngày này ngay lập tức. Bộ Quốc phòng cho biết rằng là trong thời gian qua, sau khi mà cơ quan GSA bật đèn xanh cho cái thủ tục mà chuyển giao quyền lực đó, thì Ngũ Giác Đài đã thực hiện hơn 163 cái cuộc gặp gỡ, cái cuộc meeting cho cái ban chuyển giao hay là quyền lực, hay là cái ban chuyển giao chuyển tiếp giữa ông Biden và nhân viên của Ngũ Giác Đài, và họ đã đáp ứng tối thiểu là 181 đơn xin phép hay là đơn yêu cầu những thông tin từ Ngũ Giác Đài. Và Ngũ Giác Đài cho biết rằng là cái ban ngành này sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho nhân viên của ông Joe Biden
trong những ngày tháng tới đây, và họ tiếp tục làm chuyện này, cho nên rằng là họ hoàn toàn họ phủ nhận cái việc là nhân viên của Bộ Quốc phòng đang đưa ra những cái chướng ngại vật cho nhân viên của ông Joe Biden. Thì cái đó cũng là một cái chuyện mà chúng ta đang chắc là phải tiếp tục quan sát. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay cũng là cái bản tin mà chúng tôi dùng để trong cái tựa đề, đó là một số các dân biểu liên bang bên Đảng Cộng Hòa cũng như là một số các đảng viên của Đảng Cộng Hòa trong ngày hôm nay đã đệ đơn ở tại một tòa án của cấp liên bang có trụ sở tại tiểu bang Texas để mà kiện Phó Tổng thống Mike Pence. Kiện về vấn đề gì thưa quý vị? Kiện đây rằng là nhóm người này họ yêu cầu một cái vị chánh án cấp liên bang, cấp sơ thẩm ở tòa án liên bang tại tiểu bang Texas nên phán quyết rằng là cái đạo luật 1887 Electoral Count Act là vi hiến. Cái luật này thưa quý vị, cái Electoral Count Act, nếu mà chúng tôi xin được tạm dịch ra bằng tiếng Việt đó, nó là một cái đạo luật để mà ấn định ra cái thủ tục đếm phiếu đại cử tri đoàn. Và cái luật này nó đã được thông qua từ 1887 cho đến bây giờ. Và cứ mỗi 4 năm, chính quyền liên bang sử dụng những cái luật lệ trong cái luật này nó đã được ấn định để mà biết rằng là làm sao mà chúng ta có thể chọn được một cái vị tổng thống mới cho một nhiệm kỳ mới. Thì những cái người này do dân biểu liên bang Gohmert, ông này là một dân biểu liên bang tại tiểu bang Texas, vì thấy đây là chân dung của ông này, ông đệ đơn, ông yêu cầu rằng là tòa án cấp liên bang cấp sơ thẩm nên phán quyết rằng là cái luật này được thông qua 1887 nó là vi hiến và phải ủy quyền cho Phó Tổng thống Mike Pence có toàn quyền trong cái việc thay đổi kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa mà hiện nay đang còn cái sự tranh chấp. Đó là cái hai cái yêu cầu từ cái đơn kiện này. Thì thưa quý vị, đây là cái dự kiện, và sau đây là về một số các vấn đề nhận xét hay là phân tích từ một số các chuyên gia pháp lý cũng như là sự nhận xét cá nhân của tôi. Tại sao mà cái đơn này được đưa ra tại cấp liên bang mà tại tiểu bang Texas thưa quý vị? Ông dân biểu Gohmert là một dân biểu liên bang đại diện cho một địa hạt trong tiểu bang Texas, cho nên rằng là ông đệ đơn kiện thì ông phải đệ đơn kiện ở một cái tòa án nào mà ông hiện nay đang cư ngụ, hay là cái tòa án mà có thẩm quyền trong cái khu vực, cái đơn vị mà ông đang cư ngụ. Thì đó là tại sao mà cái đơn này được bắt đầu từ tòa sơ thẩm cấp liên bang có thẩm quyền ở trong tiểu bang Texas. Sau đó thì chắc chắn quý vị biết rằng là họ sẽ tiếp tục kiện để mà đưa cái việc này lên tối cao pháp viện nữa. Quý vị thấy rằng là cái đơn kiện này nó khác với những cái đơn kiện cũ. Nó không có kiện về vấn đề bầu cử tại các tiểu bang chiến địa. Và tại vì quý vị biết rằng là cái thời hạn gọi là safe harbor đó, nó đã hết hạn rồi. Nó đã qua rồi. Cho nên rằng là cái đơn kiện này không có thách thức những cái kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa mà đang có tranh chấp. Cái đơn kiện này nhắm vào một cái đạo luật đã được thông qua từ năm 1887 và nói rằng là cái đạo luật này nên được tuyên bố là bất hợp hiến. Và sau khi mà cái đạo luật này được tuyên bố bất hợp hiến đó, thì nguyên đơn cũng yêu cầu rằng là Phó Tổng thống Mike Pence trong cái trường hợp này là Chủ tịch của Thượng viện phải có toàn quyền để mà ấn định rằng là cái phiếu cử tri đoàn của tiểu bang nào nên được đếm và phiếu cử tri đoàn nào không nên đếm. Thì đó là về mặt của những nguyên đơn. Một số các chuyên gia về vấn đề pháp lý nói rằng là ông dân biểu Gohmert này cũng như là các đồng minh của ông đó không có cái cơ sở pháp lý để mà kiện. Thì cái đó là cái sự nhận định của họ. Tôi không phải là một cái người luật sư, cho nên tôi không có dám bình luận nhiều về cái việc này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là
Đây cũng là một cách để mà cho ông dân biểu Gohmert, ông bắt đầu cái thủ tục ở một cái tòa án sơ thẩm, sau đó ông sẽ kháng án lên tòa phúc thẩm, và ông hy vọng rằng là ông có cái cơ hội để mà đưa cái hồ sơ này lên tối cao pháp viện để cho các thẩm phán ở tại tối cao pháp viện thêm một cơ hội nữa để mà xen vô trong cái chuyện này, để mà tham gia vô trong cái chuyện này. Tại vì quý vị nhớ rằng là trong cái phán quyết vừa rồi của tối cao pháp viện đó, họ không có nói rằng là ai đúng ai sai, họ chỉ nói rằng là chúng tôi không thụ lý cái đơn này thôi. Thì bây giờ cũng có một số người vẫn đang ôm cái niềm hy vọng rằng là bây giờ nếu mà mình lấy một cái lý do khác để mà mình kiện, thì mình hy vọng rằng là các thẩm phán do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đó sẽ cho cái hồ sơ này một cái cơ hội và họ sẽ thụ lý cái hồ sơ này. Thì cái đó là cái cách nhìn từ những người mà đã đệ đơn kiện phó tổng thống Mike Pence. Nó hơi trớ trêu một chút xíu, kiện ông Mike Pence để mà ủy quyền cho ông có toàn quyền để mà thay đổi kết quả bầu cử tại 6 tiểu bang chiến địa. Thì thôi, thì cái đó là cái chuyện của những người đã đệ đơn kiện. Thưa quý vị, chúng tôi đã có từng thực hiện một cái video cách đây cũng phải là 10 ngày rồi, nói rằng là đồng minh của Donald Trump sẽ phản công thử lòng Mike Pence. Thì quý vị thấy rằng là hễ mà càng tới ngày 6 tây tháng giêng đó, thì ông Mike Pence càng bị nhiều áp lực. Thì trong thời gian qua đó, ông Mike Pence hiện nay là một cái nhân vật then chốt của đồng minh của ông Trump khi mà họ đang chuẩn bị có những cái cuộc phản công vào ngày 6 tây tháng giêng. Và họ hy vọng rằng, họ áp lực rằng và họ kêu gọi rằng là phó tổng thống Mike Pence trong cái vai trò là cái người đứng ra để mà chủ tọa cái cuộc họp của lưỡng viện quốc hội vào tháng tới đó, phải làm mọi chuyện mà ông có thể làm được để mà thay đổi kết quả bầu cử. Thì đồng minh của ông Trump hiện nay đang làm áp lực ông Pence. Cử tri bên đảng Cộng hòa, cử tri trong phong trào MAGA hiện nay có rất nhiều cái kỳ vọng đối với ông Pence. Và thưa quý vị, tin hay không đó thì tùy người. Nhưng mà trong ngày hôm trước, đài truyền hình CNN cũng đã đưa một cái bản tin cho biết rằng là hiện nay Tổng thống Donald Trump cũng than phiền nhiều về cái người phó tổng thống của mình, cho biết rằng là ông Pence hiện nay có vẻ như là đã không có sốt sắng cho lắm trong cái nỗ lực mà gọi là thay đổi kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa. Ông Pence thì quý vị biết rằng là mỗi lần mà ông xuất hiện trước công chúng thì ông cũng chỉ lặp đi lặp lại có 2-3 câu thôi. Hai ba câu đó là chúng ta phải tiếp tục tranh đấu để mà đếm tất cả những lá phiếu hợp pháp và không đếm những lá phiếu bất hợp pháp. Thì cái câu đó, nói chung, nó là một cái câu phát biểu rất là an toàn. Tại vì không ai có thể bất đồng ý kiến với những cái câu phát biểu như vậy. Phiếu hợp pháp thì nên đếm, phiếu bất hợp pháp thì không nên đếm. Cái vấn đề đây là cái chi tiết đây rằng là cái phiếu theo dạng nào là hợp pháp và cái phiếu theo dạng nào là bất hợp pháp. Tại vì cái chi tiết nó ở đây là bên Dân Chủ hay là ở tại một số cái tiểu bang chiến địa đó thì có một số phiếu hay là một số đông phiếu chính quyền tiểu bang cho đó là hợp pháp, nhưng mà bên luật sư của ông Trump và những người ủng hộ của ông đó cho là bất hợp pháp. Thì cái đó mới là cái chi tiết đáng nói. Và ông Pence chưa bao giờ mà có những cái lời phát biểu công khai để mà nói rõ rằng là ủa, cái lá phiếu dạng nào là bất hợp pháp và lá phiếu dạng nào là bất hợp pháp hay là hợp pháp cả. Thì nếu mà quý vị xem vô trong cái tài khoản Twitter của ông Trump đó, thì quý vị sẽ thấy là ông có retweet lại, có nghĩa là ông đã có chia sẻ lại một cái lời kêu gọi của một số người hiện nay đang làm áp lực đối với ông Mike Pence. Tổng thống Trump thì chưa có chính thức có thái độ công khai với là ông Pence, nhưng mà ông chỉ retweet lại thôi. Thí dụ như ông thấy rằng là có người nào ở trên Twitter lên tiếng kêu gọi là ông Mike Pence phải có những cái thái độ cứng rắn hơn đó, thì ông Trump ông mới retweet lại cái đó, chứ ông không nói thẳng nha. Ông chưa nói thẳng, ông chỉ mới chia sẻ lại những cái lời kêu gọi của những đồng minh của ông thôi, chứ ông chưa có nói thẳng là phó tổng thống Mike Pence nên làm chuyện này nên làm chuyện kia. Thưa quý vị, hiện nay đã là 28 tây rồi, chúng ta chỉ còn có độ 9 ngày nữa
9 ngày nữa là sẽ tới cái ngày gọi là cái ngày định mệnh 6 thời tháng giêng, khi mà chúng ta đang chờ xem là cái cuộc chiến đó nó sẽ diễn ra như thế nào ở trong sàn của Hạ viện Hoa Kỳ. Và đây là những bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng là đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thấy rằng là hôm nay Taylor Diệp vẫn tiếp tục mặc cái áo lạnh này cho dù là đang ngồi ở trong nhà, tại vì thời tiết hiện nay đang mưa ở tại Orange County, trời rất là lạnh. Xin quý vị cố gắng giữ gìn sức khỏe, và Taylor xin hẹn quý vị lại vào video của kỳ tới.